50-60%. Vẫn là sợ kịch vũ vía. Thank you.
một lít đi. Thì thừa uống. Thừa uống này nó đỡ bị sốt. Bị sốt. Tiêm xong là không có thừa là bên cả nước đường là không sốt. Nên anh nhớ sau này có tiêm cộng đồng là anh nên uống đấy. Ăn tiêm hai lần đấy em uống đấy mà nó hạ sốt. Hello, chào.